Rồi, à, ông chỉ tôi lên đó đúng không? Ok, để xíu. À, rồi, ủa, đi đường này cũng được. Ok, để mình lên đó nha. Vị trí này đúng không? Rồi, ok, bạn lên tôi thử thế nào. Đấy, ok. À, thôi, chắc là mình không lên đâu. Ok, chào anh em nha. Cảm ơn anh em quay trở lại với Leo Max. Ngày hôm nay mình trở lại Max với 5 bạn. Ủa lộn, 4 bạn thôi. 4 bạn chơi cùng mình. Mình chơi là Aquarius phụ này. Các bạn này mấy bữa nay giúp đỡ mình khá là nhiều bên game này. Nói chung thì game nào mình chơi bạn cũng tham gia cả. Đấy. Ngày hôm nay thì tụi mình sẽ chơi đó là tử vong 5v5 và tới đó là cột mốc luôn nha. Chơi đủ thứ. Khánh kiểu. Tại vì hiện tại mình đang nhắm tới cài Acorn á. Ý lộn, cài Secon nữa, mình mua súng lửa 8 này mà cho con Gorian. Ra thì nhiều anh em khuyên mình là nên chơi cái bộ súng lửa đi, mình thấy nó cũng được. Thật ra thì đam nó không có quá nhiều, nhưng mà đó là hình như là súng tích hiệu ứng thì phải. Và tích hiệu ứng thì nó khá là ngon, tại vì game này súng hiệu ứng là nó vẫn là trên hết đúng không? Còn bệ tên lửa thì nó chỉ có một cái sát thương thôi, hiệu ứng của nó cũng không có nhiều. Đó, cho nên là mình quyết định là ngày hôm nay nó sẽ cài ít Acorn, lộn ít Con thôi để mà mình mua súng lửa lắp cho con Gorian luôn ha. Ok, tại ở đây anh em có thể nhìn thấy là mình chơi chung với bạn đó là cái gì nè, à, Long Việt Nam một này, Aquarius này, Quốc Khánh và bạn đó là Minh Bảo AOV nha. Thế mấy bạn này, ngày hôm nay tụi mình sẽ làm cái kiểu đó là full khó xoáy anh em ạ. À, một con xua đứng trước ông Long nó thì cái ạc khá là kinh nha anh em, cho nên là con xua nó đang đứng ở đằng trước, còn tụi mình đứng đằng sau bắn pháo sấy. Trời ơi, cái bầu trời chỉ toàn pháo sấy. Và cái đội hình của mình giờ chỉ có lai màu xanh thôi. Đấy anh em thấy không? Lâu lâu vào chơi cùng anh em nó lại chiến thế nhỉ. Đấy. Ôi trời ơi, thấy không? Con xua nó đứng nó cạnh cổng ở đó thì không ai qua được hết. Còn tụi mình cứ đứng bắn pháo sấy từ xa thôi. Hát vải đạn. Chơi thế thì ai mà chơi lại. Hiện nay thì mình cũng cảm ơn em đã ủng hộ mình bên tựa game Mac luôn nha. Nói chung thì bên này mình cũng không ngờ là anh em lại có được tới 1.000 view. Thật sự thì rất là bất ngờ đấy. Mà không sao, cũng cảm ơn em ủng hộ. Tụi người mình chuyển game mà nó cũng không phải mình chơi hai game nha, mặc dù là game này đề xuất nó không cao nhưng mà cũng được có 1.000 lượt xem là mình thấy là vui rồi. Ok, cảm ơn em rất nhiều. Trong thời gian tới mình vẫn sẽ đồng hành với game này, yên tâm đi. Rồi rồi có cái ui rồi ôi. Bây giờ chỉ có toàn là like với lại pháo sấy thôi anh em ạ. À, bầu trời bây giờ chỉ còn toàn là pháo sấy thôi đấy. Có con xua đứng đó rồi thì không ai qua được cái hàng phòng ngự phía trước cả, làm sao mà đáp được cái đội hình pháo sấy của tụi mình đúng không? Đó chơi cho này quá xịn quá xịn đấy. Lâu lâu vô chơi như thế này mình cài Acorn nó mới lẹ anh em ơi, cài nhiệm vụ rồi đấy. Úi xôi ôi con phít hao đứng đây nữa thì thôi rồi ha. Đây nè, nữa nè cho nó đi anh em ơi. Ừ. Ok, mình ăn khá là nhiều mạng đấy cũng được. Còn nhưng mà mấy thanh niên cũng tràn qua được tới đây rồi mà không sao, con xua đứng đó rồi. Ây da, Paragon đã bay màu. Ok, 24-3 nha, khá là ghê nhỉ. Đấy, ông Bảo này vẫn cứ tiếp tục. Con xua này cầm súng lửa sao thấy nó hợp phải luôn anh em ạ. À, hình như là ngon ấy, con xua cầm súng lửa này phải ngon nhất game luôn rồi. Trời, giờ hỏi gì nữa. Rồi bắn pháo sấy vô mặt nó đi anh em ơi. Đấy. đỉnh. À, anh em con Paragon thật ra thì năng lượng nó cũng quá cũng nhiều lắm đó chứ bộ, nhưng mà chỉ tiếc là máu nó yếu thôi. Ôi anh em, ừ hay quá anh em ơi, bắn tuyệt vời, ngon lành. Đấy, ở bên này có người này, bên này có người này, từ từ. Ừ ngon, nhưng mà mình kích hoạt kỹ năng hơi trễ rồi nha. Ông Aquarius đã bay màu rồi, Paragon của ông đã bay màu rồi, bây giờ còn chúng ta thôi. Xua tới đi nào, chơi nó đi, nó còn miếng máu thôi. Đúng rồi anh em, ừ đứng người bắn cái trời ơi, có cái nó bay cả trời. Hát thiệt chứ, anh em cứ tiếp tục bắn đi. Đấy cha nội đó, chả cứ đứng cha canh ở đó là lụm rồi anh em ơi, ngon lành ngay. Làm gì có ai qua được đây đúng không, gọi là đỉnh luôn. Đội hình này nó gọi là phối hợp cực kỳ là ăn ý nào. Ây da, không trúng nhỉ, còn đầy máu luôn kìa. Không sao không sao, anh em có lẽ là game này anh em đã chết hết mấy boss pháo sấy rồi, chỉ còn một rồi anh ấy cũng đi luôn rồi. Chỉ còn mình thôi.
ra thì mình cầm pháo sấy khá là điêu luyện, mấy mấy bữa nay mình học kỹ năng pháo sấy hơi bị đỉnh anh em, mà đừng đùa, tôi phóng pháo sấy là phải gọi là đỉnh luôn, sấy luôn đấy chứ, sấy thẳng vào tâm hồn của bạn luôn ấy. Coi nè, nhìn nè, đấy, ơi, coi nhà tụi chưa nói gì hết nha. Nhưng mà anh em tràn lên này 24 rồi, trận y chang nãy luôn, nhiều khi là 24-4 luôn á chứ, nãy là 24-3, 22 năm. Nhắc đạn, đây đây đây, để tôi. Trời ơi, ừ rồi, ok, lụm mình em 2-3 năm cũng ghê rồi. Đó, đúng là con xua pháo súng lửa ha, trời ơi 21 mạng ổng ăn hết trơn luôn. Cái gì vậy ba, trời cho tôi ăn với, ăn hết rồi lấy ai ăn nữa. Ok rồi, nói chung thì trận đầu tiên nó cũng như thế anh em, trận đầu tiên ăn nó hơi ác. Ra mình làm tí nhiệm vụ. Đấy, được team 4.000, chung thì cứ cài nhiệm vụ tiếp thôi là được Acon rồi. Ok, ra thì anh em gửi lời các bạn với mình cũng chấp nhận từ từ nha. Chung thì mấy anh em nào trong clan chung á, mình sẽ hủy các bạn, những bạn nào mà ít online ấy nha. Tại vì trong clan này chúng ta vẫn có thể liên hệ với nhau được, cho nên là để dành cơ hội cho những bạn mới, mình kết bạn những bạn mới để dành gánh mình để làm video này kia. Vô đây anh em ơi. Đấy. Đây thì lâu lắm rồi mình mới tìm được cái đội hình mà nó ăn ý với trận như thế này đấy anh em. Vô đây anh em ơi. Đấy, mình là 2K4 lực chiến rồi nha, đang từ từ nâng cấp lên. Mà trong game này mình thấy mấy bạn hạ lực chiến khá là nhiều á. Lâu lâu mình gặp ông kia mười mấy ca lực chiến, tự nhiên cái hôm sau mình gặp lại cái ổng có 1K mấy à, hình như là hạ để dành đi tour đồ này kia hay gì đó cũng biết nữa, chung thì biết ít ít về thôi. Chơi nha, vô đi bạn, trời ơi. Ok, lụm em ơi. Ra thì ngày hôm nay mình chơi Mac trên điện thoại nha anh em, vô tình là lập đủ tem cho nên mình quay video luôn, bởi vậy cho nên là nó không có cái mặt mẫn trong đây đâu. Ngon ngon. Mấy bữa nay thì game này nó tìm trận hơi lâu nha, thứ nhất là game tử chiến ấy, nó tìm tới 3 mấy giây lận, ngày xưa mình nhớ mình vô tìm lẹ lắm mà. Ok, lên thôi, let's go, 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 go. Để mình khoái con Ornith này nhất anh em ạ. À. Khoái con Ornith này nhất game ấy. Nó mạnh. Cái quả tên lửa của nó mấy bữa nay mình bắn nó cũng hơi đỉnh nha. Bắn nó phải gọi là siêu chuẩn xác luôn ấy. Được rồi anh em ơi, lên 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 lên. Yên tâm, yên tâm. Với một cái hội hình mà nó tuyệt vời như thế này thì mình sẽ không mắc sai lầm đâu anh em ơi. À, mới vô bắn cặp lắc à, vài viên rồi. Ừ, không sao, có anh em hỗ trợ tí. Đây 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 đây. Ừ, hay rồi, ngon. Đây đây đây, để tôi. Trời đất ơi. Quá dữ, quá dữ. Cái biệt đội này mình chơi có sấy khác nhỉ. Hình như mình mới thấy cái bóng dáng của thanh niên nào đứng đó không ta. À rồi, chắc là thanh niên nó bay màu rồi. Coi đây, không chết kìa, để tôi. Đấy, rồi ôi. Ngon 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 ngon. Ra thì bên Mac này nhiệm vụ làm dễ hơn đấy anh em ạ, em cứ chơi và chơi thôi là nhiệm vụ nó tự nó xong rồi. Trời đất ơi, 3-4 người pháo sấy luôn, ác thiệt chứ. Bắn như thế thì làm sao mà chơi lại được. Đây 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 đây, đây. Trời ơi, tự nha, ông Long này nãy giờ ông cầm con xua hoài luôn anh em ạ, trận nào ông cầm nha. Rồi xong rồi, Aquarius nước khoáng nhìn đã bay nào rồi. Ôi trời ơi, nó trâu quá, nó trâu quá, bắn nó bạn, bắn nó. Ừ rồi rồi, ổng ủi kìa, ủi ra chết queo luôn. Đấy, chung thì cái đội hình này mình tự tin có thể chiến thắng được rất là nhiều trận nữa chứ anh em, bạn nào chơi cũng hay cả. Rồi tôi sợ ngon rồi. Ê tengu tengu tengu, hình như mình à, rồi nó chết rồi. Con cây súng mà nó bắn cái viên đạn màu xanh nó hình như là súng nhiễu đúng không ta, viên đạn nó bay chậm rì à. Mình thấy chơi trực diện thì dễ né quá,
còn cái súng mà súng treo á, nên mà cái súng mà nó bắn chính vô mình á xong nó nổ á, cái súng nó hơi bị khoái nha. Có phải súng treo không ta hay là có cái ngòi nổ không biết nữa, tại vì mình thích cái kiểu mà bắn xong á cái quay lưng đi để cho đối phương tự lăn đùng ra chết đấy, là kiểu đó nó ngầu vái luôn ấy. Chắc để từ từ mình nâng cấp súng lên rồi mới biết được nhiều. Ơi ờ hay quá. Ê đây đây đây, để tôi đó rồi ơi, có con Vic Hound nó bít bút đao nữa thì thôi rồi luôn rồi. Đây đây bạn ơi, tôi lên tới đây yên tâm. Trời không trách được rồi, được rồi, để mình ok. Ây da, đau nha. Đây đây có Vic Hound bút đao, xôi ôi ngon. Rồi ok, em win luôn rồi anh em. Đấy, rồi tới đây xin gửi lời cảm ơn tới 4 bạn tham gia chúng ta nha. Ok, vẫn là anh Long giành MVP. Con xua này sửa lại mình thấy là nó đẹp hơn con xua trước đây em ạ. Nó sửa lại nhìn ngầu hơn. Mà nhiều bạn nói mình là con boss này là con boss mạnh nhất game đúng không? Nhưng mà theo như mình thấy thì mấy bữa nay mình thấy mấy con boss mới á, sao thấy nó cũng lạ lạ nha. Thấy nó cũng lạ lạ, cũng mạnh mạnh đó chứ. Không biết con xua nó còn chơi lại mấy con boss đó được không? Ra thì nếu mà nói về cái kỹ năng nào mình thấy là bó tay nhất game thì phải nói là kỹ năng của con Gorian anh em ạ. Bất kỳ cái kỹ năng nào đụng tới nó cũng về cái hồi chiêu mà. Lỡ mà nó cầm siêu pháo hay là cái gì đó nó bắn cái chắc thăng thiên luôn, chưa kịp hồi đạn luôn ấy chứ. Khó rồi nha. Tính ra là Gorian nó là boss thường thôi, nó boss thường thôi mà nó có cái kỹ năng bá vãi luôn ấy. Nếu mà nâng cấp nó lên nữa thì chơi cận chiến hơi bị phê nha anh em. Để coi sao. Đây gọi là cái kỹ năng đứng trước mặt của Gorian là chúng sinh mình đẳng hết luôn. Ok, anh em đã vào rồi. Đấy, mình quay video sẵn rồi, mình lên video luôn cho anh em coi nha. Phê. Quá đã. Thêm mấy ván nữa. Bạn này thì mấy bữa nay chơi trùng cùng với mình khá nhiều nha anh em. Chung không có thời gian nhưng bạn vẫn dành thời gian vào game chơi đấy. Ok, cảm ơn bạn tham gia nha. Hello anh em. Thế thì trong thời gian tới mình sẽ live đó là Mac luôn nha anh em. Mình sẽ qua Mac mình live stream luôn đấy. Tức là mặc dù game bên đó thì không được ủng hộ nhiều, sẽ tụt view nhưng mà vẫn ổn. Thế mình thấy vẫn ổn, tại vì mỗi video mình đăng lên cũng tầm 1.000 view, 500 tới 1.000 view là thấy vui rồi. Tức là vẫn có bạn chú ý. Dĩ nhiên là mình làm video bên game này thì mình không có mạnh nha. Anh em theo dõi mình là theo dõi là cái chặng đường của mình thôi, chứ mình không phải là mình giống như ông PC đâu, làm mấy cái combo mạnh để cho anh em xem đâu. Nó không có... Mình không có mạnh thì trời, ba mấy giây luôn kìa, lâu vậy. Ok, cái map này chơi có sấy được nè mà. Vô một khúc luôn rồi. Kiểu này mà ông Long ông đứng đó ông canh nữa thì thôi rồi, ai dám bước qua đây ta. Kìa, kill shot cầm pháo sấy 12 luôn kìa. Hát đạn thiệt chứ. Ok. Trời ơi, nó không chết kìa. Vô. Ừ, trời ơi, hai bên pháo sấy. Và Quốc Khánh đã bay màu rồi, Quốc Khánh cũng bay màu chung với bạn bên kia luôn, nhưng mà không sao, để tôi. Trời ơi, sao cận mấy thanh niên trâu vãi vậy. Ôi thôi. À, pháo bảo tố này, pháo bảo tố bắn cặp tắt. Ây da. Ôi ê xích kìa. Ôi à. Hay được bạn ơi. Về, rồi đấy. Đây, thằng đó đây, ủa nó chạy mất rồi. Anh em bắn nó, anh em bắn hay quá vậy. Từ để tôi ăn. Trời ơi. Mấy bữa nay mình bắn tên lửa là phải gọi là đỉnh của chớp luôn nha. Không có hụt viên nào hết trơn á. Chỉ có hụt là do game lắc thôi chứ không có đường nào bắn hụt hết trơn anh em. Ta thì cũng hụt vài viên đấy. Rồi, nhưng mà có nhiều đam thôi, vẫn chưa nhiều đam. Rồi đây, hãy nhìn đây. Hả? Ôi, anh em ơi. Cứu tôi. Ây da, cứu tôi anh em ơi. Nó kìa. Ừ, đúng rồi. Đồng đội tôi tới rồi. Ê, chết lại rồi. Anh em ơi, bắn nó. Ừ, hay. Được. Hên quá, tí xíu là nó giết mình rồi anh em ơi. Toàn quá. Rồi. Đây, để tôi. Đấy, rồi ôi.
Trật lắm. Ôi, mới vừa nói là bắn không trật mà. Vẫn trúng nha. Đây, yên tâm. Ừ, hay. Ngon, 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 ngon. Ngon, đấy. Ngày hôm nay tụi mình chơi tầm là 6-7 trận gì đó. Là chục trận gì đó là ok anh em ơi. Coi đây nè, coi nè. Đó, thấy chưa? Từ từ này mà để tôi bắn. Đấy, trúng một phát. Ừ, 27 luôn hả? Ghê vậy. Công nhận con kill shot của ổng mạnh thiệt chứ. Đúng là vài thanh niên vật chiến cao của khác nè, lợi hại phết đấy chứ. Trận này mình cầm Gorian nha, để bọc họng mấy thanh niên kia ra được không? Lâu lâu đổi boss tí. Ôi trời ơi, ôi ai da, ai da. Thôi, em không chơi với anh nữa đâu, mà anh chơi ác quá. Tại Gorian là phải chơi bọc đầu trước anh em ạ. Nhất là khi mình cầm cái bệ tên lửa này mình phải bọc đầu trước. Đây là cơ hội để mình chạy lên. Ai không được, không được, không được. Ừ đúng rồi, đây 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 đây, cơ hội đây, cơ hội đây, cơ hội đây. Cái lần bọc đầu nó trước. Để em đây anh bạn à. Anh bất ngờ lắm đó. Ơi, thôi, rồi, legit. Thôi. Ừ hay anh em ơi, hay. Ủa đây đây đây, cơ hội tôi. Trời ơi. Em để tôi ăn một mạng với. Đây đây rồi, cơ hội đây rồi. Được anh em ơi. Bất ngờ chưa? Đấy, trời ơi. Ây da, ây da. Mình chơi về tên lửa với nó cũng chơi về tên lửa mình. Ừ hay anh em ơi, giết được nó rồi. Ra thì mình vẫn còn pháo sấy nữa mà, lo cái gì, yên tâm để nó cho tôi. Trời ơi. Đây đây đây, bên đây bên đây bên đây. Like đi anh em, like đi. Ừ, cứ thoải mái, bầu trời hôm nay chỉ toàn là pháo sấy và like thôi. Đó. Lụm. Ngon rồi. Ok. Đây mấy bạn này rất là thích cái vấn đề đó là lên video này. Đó, trời ơi, thấy chưa? Mấy bữa nay mà bắn pháo sấy là phải gọi là nghiêng góc 90 độ luôn đó chứ. Đấy, mới mốt luyện cái kỹ năng là quay lưng về phía đối thủ mà pháo sấy vẫn bay ngược về được. Đó mới gọi là đỉnh. Không biết là khi nào mình mới luyện được cái skill đó ha. Cũng chưa biết nữa, phải thử mới ôi giời, ôi giời. Coi đây, tay ra chật rồi, nhưng mà quên rồi anh em ơi, quên rồi. Còn 4 giây, 4 giây, ừ. Ngon. Lâm lâm. Rồi, ok. Lại là ổng nữa à. Ổng MVP hoài thế, chừa tôi ăn với. Trận này mình hết giành MVP nổi rồi. Ủa cái con kill shot nó cầm pháo sấy 16 không ta? Theo mình nhớ thì pháo sấy 12 nó nhỏ hơn xíu. Cây đó chắc là 16 rồi. Trời, top chót luôn. Đúng rồi, cây đó hình như là 16 ấy. Ơi à, sau cái con boss nào mình cấp đi á, cái là nó ra mảnh vậy ta. Còn boss nào ở trong xưởng thì nó không ra mảnh. Ngộ ha. Bạn nhân Gia Minh này thì mấy bữa nay cũng định chơi anh em ạ. Thật ra lực chiến của ông này không hề tầm thường đâu. Ông nhân Gia Minh này nè. Bữa mình gặp ông lực chiến là mười mấy ca lận. Khủng khiếp lắm. Mà sao giờ còn có bô 5.000 mấy à. Thấy hơi lạ lạ. Ok. Đủ slot rồi, để tối làm vô. Thật ra thì mình nhắn vậy chứ tối mình cũng không biết mình có rảnh hay không nữa. Mình tranh thủ tối mình up video này, rồi video World of Warcraft nữa. Rồi ok. Là chiếm cứ điểm nha anh em. Mình chiếm cứ điểm hôm nay. Hơi lâu đấy. Vô đi. Rồi, đây là. Ở cái map này có cái diện bên phải nè anh em. Tí xíu mình coi coi mình có leo lên đỉnh được không. Đi không phải dư, chắc là không phải chỗ này rồi. Chỗ này ta. Để thử lại coi, thử lại mình có leo lên được không. Sử dụng cái chân dài của con Stalker này thử coi. Thấy, ủa không được ta. Thôi kệ đi, chắc là đi chiến đấu rồi chứ. Mình tốn thời gian đâu quá. Like đi anh em, cứ like đi, ừ. Ý, ổng leo lên được kìa. Ơi. Ý. Ý, ổng leo lên được kìa. Úi, coi. Nhưng mà chúng ta phải dọn dẹp cái nắp này trước đã.
hai bạn leo lên luôn kìa. Ôi trời, chơi 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 chơi. Ừ hay. Ừ đấy đúng rồi, đây 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 đúng rồi. Hello hello bạn, sao con leo nó được thế, chỉ tôi với. Kìa ông cánh nữa kìa, ý ông đi chỉ mình thiệt cho anh em. À ok, à đi qua đó hả chứ không phải bên này. Ừ để tôi qua bên này đúng không. Đây 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 đây, đâu bằng leo nữa tôi coi. Ai leo nữa. À để mình thử lại nha anh em. Thật ra thì cái pha đó mình không có đẩy bằng xuống. Ui được này, hay, cảm ơn bạn nha. Mặc dù là bây giờ bạn ở dưới biển rồi nhưng mà tôi cũng cảm ơn. Rất là cảm ơn tinh thần hy sinh của bạn. Nhưng mà thật ra thì mình thấy là đứng ở trên đó cũng không an toàn lắm đâu. Bạn hy sinh luôn cả cả con robot để bạn giúp mình leo lên trên đó, đúng là lợi hại thật. Đúng là tinh thần hy sinh cao cả. Ra cái pha đó tôi cười xém chút rớt cái điện thoại luôn anh em ạ. Pha đó tôi cười là tí xíu là rớt luôn cái điện thoại. Tưởng đâu là phải leo xuống khu vực đó thì mình mới leo lên được trên đó, chứ ai ngờ ổng leo xuống đó cái ổng đi luôn, ổng nổ cái đùng luôn. Tí xíu là toan luôn rồi. Ơi ai da, ừ rồi quên nói rồi anh em ạ. Ngon rồi ngon rồi ngon rồi. Ai da nào, lụm nè, ngoan nè. Ok anh em, chúng ta lại quá mạnh trên cái bầu trời này rồi, gọi là không chiếm bầu trời luôn. Đây 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 đây, lụm ơi trời ơi, không ăn được. Sao không sao, kìa kìa bên kia kìa anh em, bên kia kìa. Tấn công tấn công đi. Ừ hay quá hay quá hay quá. Đây tôi đây đó rồi. Ôi máu nó phải đầy liên tục. Ôi da, con đó là kill shot kìa, bắn nó anh em, giết nó anh em. Ừ hai ngon. Ok đó, thấy không, bầu trời ngày hôm nay chỉ có là pháo sấy với lại like thôi chứ không có gì khác nữa cả. Rồi đây, ây da không chết. Đây thì pháo sấy nó cũng gặp một vài đối thủ rất là nặng ký đó chứ. Bữa mình bắn trúng cái khiên của con Bander nó không có khiên được anh em ơi. Hình như cái khiên của Bander nó đỡ được luôn ấy. Pháo sấy bắn trên trời bắn súng mà sao cái khiên của nó đỡ được ta, ngộ ha. Đây thì trong game này vẫn còn nhiều cái mình chưa biết đâu, mình cần phải học hỏi thêm đấy. Này lụm này, ừ trời ơi. Ngon 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 ngon. Rồi nghĩa là video này sẽ là video ý cái game play này sẽ là game play cuối cùng rồi. Hy vọng là gặp lại anh em trong thời gian tới nha. Đó quên rồi anh em ơi, bây giờ đây để tôi rồi quên rồi đấy. Ok rồi, video mình tới đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp anh em vào những video sau nha. Và xin cảm ơn 4 bạn đã tham gia video ngày hôm nay. Hẹn gặp lại anh em trong thời gian tới.